Xin kính chào các bậc phụ huynh và các con thân mến. Với chủ đề Tết và mùa xuân, video trước các con đã được nhận biết tập nói quả chuối, quả bưởi có ở trong mâm ngũ quả ngày Tết. Đến với video ngày hôm nay, các bậc phụ huynh hướng dẫn các con tô màu bánh chưng. Bánh chưng là món ăn truyền thống của người Việt. Bánh chưng được ví như linh hồn của bữa cơm trong ngày Tết. Bánh chưng đã trở thành một nét văn hóa, một món ăn truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con một bức tranh bánh chưng chưa tô màu và một hộp bút sáp màu. Các bậc phụ huynh hướng dẫn các con lấy bút màu xanh lá cây để tô bánh chưng hoặc lấy màu bút mà các con thích. Các bậc phụ huynh nhắc các con cầm bút bằng tay phải, cầm bằng ba đầu ngón tay, tay trái giữ giấy, tô màu từ trái qua phải. Các bậc phụ huynh hướng dẫn các con di màu thật đều tay và nhẹ nhàng. Trong quá trình trẻ nam, các bậc phụ huynh hay động viên và khuyến khích các con để các con được tô màu đẹp hơn. Thế là bức tranh tô màu bánh chưng đã hoàn thành rồi. Trên đây là cách hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy trẻ tô màu bánh chưng. Mong rằng qua video này, các bậc phụ huynh cùng các con có những giây phút học bổ ích và ý nghĩa. Chúc các bậc phụ huynh và các con đón một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Chúc mừng năm mới!